trận đấu thứ hai trong buổi sáng ngày hôm nay giữa giải bóng đá Nam Thiên Liên xã Thiên Lập năm 2023. Trận đấu của các cầu thủ trong giữa và cầu thủ nội hạng trong trang phục áo trắng quần tối màu, đó là cầu thủ trong giữa. Cầu thủ ra sân, Thủ Thành mang áo số 1 Thanh Tùng, số 10 Thành Công, số 12 Minh Đạt, số 7 Xuân Hà, số 14 Văn Thể, số 16 Đức Tích và số 9 Đức Hiệp. Các thủ nội hạng trong trang phục áo xanh quần xanh: Thủ Thành Minh Quân, số 2 Khánh Duy, số 5 Quang Đạt, số 9 Quốc Huy, số 6 Chí Thành, số 7 Đăng Khoa và số 8 Tâm Đức. Cái đấy phút thì trận đấu giữa cầu thủ Thôn Nguyễn, cầu thủ Lạc Nguyễn và cầu thủ Văn Miếu đã kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về cầu thủ Văn Miếu. Và bây giờ thì trận đấu thứ hai của buổi sáng ngày hôm nay đã được khai còi. Điều khiển chính trận đấu này là trọng tài Nguyễn Anh. Pha sút xa đầu tiên đến từ Thành Công bên phía đội trong giữa. Đây là Thành Công, đi bóng khá là lát léo nhưng trước vòng vây của ba cầu thủ đội hạng. Treo bóng vào, vẫn là các cầu thủ áo trắng. Dứt điểm được không? Rất quyết liệt. Tình huống gấp bóng của Chí Thành, một cầu thủ nhỏ con bên phía nội hạng nhưng đang thi đấu ở vị trí trung vệ. Bứt tốc đến từ Quốc Huy, vẫn là Quốc Huy. Đây là Tâm Đức. Quang Đạt khá là nhuần nhuyễn. Cầu thủ nội hạng đang chơi đúng giờ tiki taka. Thành Công, vẫn là Thành Công. Mất bóng rồi. Tiếp tục giải vây rất tuyệt vời. Đăng Khoa. Đăng Khoa hơi bé so với Đức Hiệp. Vẫn đang rất lộn xộn trước khung thành, trước khu vực vòng cấm của đội trong giữa. Bóng trở lại với cầu thủ áo trắng rồi. Rất lộn xộn và xém chút nữa đã có bàn thắng mở tỷ số. Những pha bóng lộn xộn trong khu vực vòng cấm khiến cho các thủ phòng ngự của chúng ta rất dễ mắc sai lầm. Vẫn là cầu thủ trong giữa. Thành Công, không được rồi. Khá lộn xộn. Đường chuyền về là của Quốc Huy. Khánh Duy không thể có bước một hoàn hảo cho tình huống vừa rồi. Thank you.
Trọng tài vừa cắt còi sẽ có một pha đá phạt cho cầu thủ lỗi hạng. Đá thẳng luôn. Thành công. Vẫn là thành công. Đi bóng rất tuyệt vời. Tiếp tục là một tình huống can thiệp rất quả cảm nữa của Chí Thành. Cầu thủ có chiều cao khá là khiêm tốn nhưng đang thi đấu ở vị trí trung vệ. Đứng trước bóng bây giờ là Thành Công. Chèo bóng vào rất đẹp. Nhưng đó là xuất phát từ pha đá biên. Nên tất nhiên là bàn thắng sẽ không được tính. Khánh Duy rất dẻo. Đăng Khoa không được rồi. Thành Công lùi về rất sâu để có thể lấy bóng. Chí Thành chơi rất hay. Và bây giờ là Thành Công. Không có cơ hội để dứt điểm. Dưới lưới phòng ngự dày đặc cầu thủ nội hạng. Chúng ta cùng xem lại pha đi bóng rất hay của Thành Công. Tuy vậy thì dưới vòng quay của một rừng áo xanh thì em bắt buộc phải dừng lại. Phút thứ 7 của trận đấu và vẫn chưa có lợi thế cho bên nào cả. Một pha phá bóng nữa của Chí Thành. Một bé hạt tiêu của đội hạc. Tranh chấp rất quyết liệt giữa Chí Thành và Quốc Huy. Rất lộn xộn. Phát bóng lên cho cầu thủ nội hạc. Chúng ta xem lại pha chéo bóng rất nguy hiểm của Thành Công. Nhưng tiếc là các đồng đội mặc dù có thể hình khá là cao của đội trong giữa lại không thể tận dụng được. Tiếp tục là pha giải nguy nữa của Chí Thành. Chơi bóng khá là quả cảm. Dường như đó là pha đá thẳng của Thành Công từ vị trí phạt góc. Đức Hiệp không thể vượt qua Đăng Khoa yếu vừa rồi. Thank you.
Một pha chéo bóng vào rất mạnh. Tiếp tục là Chí Thành liên tục giải vây. Mặc dù với một thể hình rất nhỏ con, nhưng số 6 của Nội Hạng đang chơi cực kỳ tự tin. Rất lộn xộn, không vào. Ở trận đấu trước giữa cầu thủ Văn Miếu và chủ nhà là Nguyễn thì cũng có một pha phản lưới nhà từ một pha treo bóng vào trong vòng cấm. Vũ khí tâm lý đặc biệt nguy hiểm. Rất lộn xộn. Đây là một cặp đấu phải nói rằng khá là cân. Trọng tài đã cắt còi. Tình huống đeo bám rất rát của Khánh Duy. Số 2 bên phía Nội Hạc rất quyết tâm trong pha bóng vừa rồi. Rất nguy hiểm. Quá đông cầu thủ phòng ngự đứng phía trước Xuân Hà và Xuân Hà chưa thể đưa ra cú sút. Cần nhiều hơn nữa sự tích cực đến từ cả hai đội. Nhưng cũng phải dành lời ngợi khen cho các hàng thủ của cả hai bên. Là cái tình huống hãm thành của cầu thủ Nội Hạc. Treo bóng vào. Pha giải vây là của Thành Công. Đây là Quang Đạt. Rất nguy hiểm. Dứt điểm. Đó là bàn thắng mở tỷ số của cầu thủ trong giữa. Người vừa ghi bàn đó chính là Xuân Hà. Cầu thủ duy nhất có cặp kính đang thi đấu ở trên sân. Chúng ta cùng xem lại tình huống mở điểm cho trong giữa của Xuân Hà. Phản mừng cũng rất cảm xúc của số 7 bên phía trong giữa. Chúng ta cùng xem lại và năm anh em của Xuân Hà. Bây giờ sẽ là pha đá phạt cho Nội Hạc. Thành Công. Bóng trở lại với Nội Hạc, sút xa. Bóng nằm gọn trong tay của Thành Công ngay lập tức. Chúng ta cùng xem lại
pha sút xa này của Quốc Huy hơi thiếu đi một chút lực, rất quyết liệt, tiếp tục sút xa. Cầu thủ vừa ra sân có lẽ đó là Chí Thành. Cao thủ nội hạng có sự thay đổi luôn. Rất nguy hiểm và lộn xộn trước khung thành của nội hạng của đội trong giữa. Đây là Khánh Duy. Đăng Khoa dứt điểm. Pha ra chân một lần nữa của Chí Thành. Vẫn là Chí Thành. Xoay sở không thành công của Đăng Khoa. Tình huống giải vây của Thế Đoan. Số 10 bên phía nội hạng đã chọn cách an toàn cho khung thành của đồng đội mình. Tiếp tục là Thành Công sẽ thực hiện pha đá biên này cho cầu thủ trọng giữa. Điểm rơi của bóng thì nằm ở phía sau cầu 1. Rất quyết liệt. Tình huống đẩy sau của Khánh Duy. Trong những phút vừa qua thì Khánh Duy số 2 bên phía nội hạng rất quyết tâm trong những pha bóng để tiếp cận đối phương. Tiếp tục là pha ra chân của Chí Thành. Rất lộn xộn. Tiếp tục là Chí Thành. Bóng trở lại với cầu thủ nội hạng. Tình huống tiếp bóng không thành công của Khánh Duy. Đá biên cho cầu thủ áo trắng. Rất lộn xộn, dứt điểm. Một lần nữa thì Chí Thành lại giải vây. Những pha treo bóng vào trong vòng cấm luôn luôn là thứ vũ khí tâm lý cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không có sự vững tâm của các cầu thủ. Xin chào tất cả khán giả đã có mặt trên luồng live của bóng đá Bắc Giang để theo dõi trận đấu này. Rõ ràng bóng đá thiếu niên nhi đồng luôn luôn là một cảm hứng vô tận với các editor của chúng tôi. Rất hay, dứt điểm được không? Một pha va chạm rất mạnh với thủ môn, rất lộn xộn, ra chân luôn không được. Cú đá cuối cùng của nội hạng đến từ đôi chân của Quốc Duy. Quốc Huy, chúng ta cùng xem lại pha đã đi bóng rất nguy hiểm này. Cầu thủ mang áo số 1 bên phía nội hạng.
chân ngắn nhưng mà lại vẽ một con đường rất dài. Việt Nam di chuyển mãi không tới. Cao thủ Nội Hạc trong những phút qua bất ngờ đẩy cao nhiệt độ trận đấu. Một pha vào bóng rất tuyệt vời. Chúng ta cùng xem lại pha trượt trên mặt cỏ này của cầu thủ bên phía Nội Hạc. Rất nguy hiểm. Tình huống theo kèm của Khánh Duy. Bóng đi quá cao so với khung thành. Và như vậy là hiệp 1 của chúng ta đã khép lại tại đây. Lợi thế tạm nghiêng về cầu thủ trong giữa với bàn thắng mở tỷ số của Xuân Hà. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ cung cấp các tình huống highlight của hiệp thứ nhất và chúng ta sẽ gặp lại nhau sau khoảng 10 phút nữa. We'll be right back.
trận đấu giữa trong giữa gặp cầu thủ nội hạng trong khuôn khổ giải bóng đá Nam Thiếu Niên xã Phiên Lập năm 2023 trên sân bóng đá Làng Nguyễn. Kết thúc hiệp thứ nhất, các cầu thủ trong giữa đang có lợi thế với bàn thắng mở tỷ số của số 7 Xuân Hà, một bàn thắng với một cú sút cực kỳ tuyệt vời. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại hiệp điều thứ hai. Quyền giao bóng thuộc về cầu thủ áo xanh. Đây là Xuân Hà, cầu thủ đã mở tỷ số của trận đấu này, cũng là cầu thủ đeo kính duy nhất ở trên sân. Trong những ngày hè thì những sân chơi như thế này đặc biệt có ý nghĩa với các em, khi mà chúng ta đang ở một thời kỳ 4.0 với sự xâm lấn của máy đánh bảng và các thiết bị điện tử cùng vô số các nội dung trên mạng xã hội, trên internet, và không phải là nội dung nào cũng tốt. Số 9 của đội Hạc vừa mới giao bóng, đó chính là Quốc Huy. Sẽ có một pha đá phạt góc cho cầu thủ đội Hạc và tiếp tục là Quốc Huy sẽ thực hiện pha bóng này. Treo bóng vào. Trọng tài vừa ra hiệu phát bóng lên cho cầu thủ trong giữa. Điều khiển chính trận đấu này là trọng tài Nguyễn Anh. Pha ném bóng rất mạnh của Thành Tùng, khá lắt léo Xuân Hà. Tình huống băng lên thiếu đi một chút tốc độ của Xuân Hà. Tiếp theo là pha ra chân của Thành Công, nhưng vẫn chưa có thể chiến thắng được thủ thành Minh Quân của nội hạng. Đây đọc. Đánh đầu, không vào. Một pha xử lý hết sức bất ngờ của cầu thủ nội hạng và nó đến từ Khánh Duy. Một pha đánh đầu ngược. Và nếu như trở thành một bàn thắng thì Khánh Duy sẽ tái hiện lại bàn thắng của Công Vinh, đem về chức vô địch AFF Cup năm 2008 của đội tuyển Việt Nam. Nhưng tiếc là điểm rơi của bóng đã nằm ở phía đằng sau gôn. Thành Công sẽ thực hiện pha đá phạt này cho cầu thủ trong giữa. Đá thẳng luôn và trúng luôn vào hàng rào. Dứt điểm. Có dứt điểm được tiếp không? Tiếp tục dứt điểm. Hai pha dứt điểm liên tiếp của cầu thủ trong giữa, tuy vậy thì thủ thành Minh Quân vẫn đứng vững ở trong khung gỗ của mình. Đầu tiên là pha đẩy bóng hết sức dũng mãnh và sau đó tiếp tục là pha ra chân nữa của Xuân Hà nhưng bị cản lại bởi Chí Thành. Một lần nữa thì trung vệ Tí Hon của nội hạng lại giải vây cho các đồng đội của mình. Trận đấu của chúng ta đang vô cùng hấp dẫn. Đường truyền của Quốc Huy không thể đến được vị trí của Khánh Duy. Một pha đá phạt góc cho cầu thủ trong giữa và
có lẽ rằng tiếp vẫn sẽ là những pha treo bóng quen thuộc của Thành Công. Có lẽ Thành Công đã bị vướng vào một mô đất trên sân, khiến cho pha treo bóng chưa thực sự chính xác. Và ý đồ đưa bóng vào tầm thấp cũng rất rõ ràng. Đây là Xuân Hà. Vẫn là Xuân Hà, thì đè rất tốt. Xuân Hà dứt điểm, chưa thể có không gian. Tiếp tục là Xuân Hà. Rất nguy hiểm. Tình huống đẩy bóng hơi dài của Khánh Duy. Tình huống dùng tay chơi bóng của số 10 về phía nội hạng, đó chính là Thế Đoàn. Đây này, đứng trước bóng bây giờ đang là Thành Công. Đó là một pha đá thẳng, nhưng điểm rơi của bóng thì nằm ở phía đằng sau của cầu môn. Khá lộn xộn. Thành Công tiếp tục bị phạm lỗi và sẽ có một pha đá phạt nữa cho cầu thủ trong giữa. Khoảng cách là khoảng 15m. 18m về phía khung thành. Tiếp tục sẽ làm pha đá thẳng nữa chăng? Đúng là như vậy, và bóng chạm vào hàng rào sau đó đổi hướng. Ban tổ chức chúng tôi xin báo, đội tuyển trong giữa có sự thay đổi người, vào sân số 17, ra sân số 14. Bên phía trong giữa sẽ có sự thay đổi người. Người rời sân đó chính là Văn Thế. Người vừa vào sân đó chính là Văn Tuyên. Rất nguy hiểm. Và phối hợp ngay trước cửa vòng 16m50 của cầu thủ nội hạng. Tiếp tục là Thành Công. Và dường như đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho cầu thủ trong giữa. Từ một pha đá biên thì thủ thành của nội hạng đã đấm bóng vào trong lưới mất rồi. Sai lầm đến từ vị trí của Minh Quân. Được, cùng xem lại tình huống này. Cách biệt đã được nhân đôi cho cầu thủ trong giữa. Trong bóng đá thiếu niên và nhi đồng thì thường xuyên xảy ra những tình huống như thế này, khi mà các thủ thành của chúng ta hớ hênh và đưa bóng ngược trở lại.
tình huống phối hợp của các cầu thủ nội hạng. Bóng dự và bây giờ là thành công, một sải chân rất dài vẫn là thành công, không thể vượt qua được Quốc Huy. Bóng đã ra bên ngoài sân. Thành công có một sải chân rất dài. Tình huống va chạm với hàng phòng ngự của cầu thủ bên phía nội hạng. Cầu thủ nhỏ con nhưng chơi cực kỳ nhiệt huyết và không ngại bất cứ một va chạm nào. Không được, không có cầu thủ nội hạng nào lao vào đá bồi trong tình huống vừa rồi. Phút thứ 31 của trận đấu. Bên nội hạng tiếp tục thay đổi người và thêm một cầu thủ nhỏ con nữa vào sân. Cầu thủ vừa rồi. Cầu thủ vừa có cơ hội để dứt điểm đó chính là Khánh Duy. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Nỗ lực rất tuyệt vời của Khánh Duy. Tiếp tục trèo bóng vào. Dứt điểm. Tình huống chạm bóng của Tùng. Tùng quá tâm lý và trong tình huống vừa rồi đã ý định dùng tay chơi bóng. Và trọng tài Nguyễn Anh đã phải nhắc nhở. Và tình huống đó cũng vô tình tước đi một cơ hội có thể ghi bàn của các thủ đội hạng. Rất quyết liệt. Đây là Xuân Hà, vẫn là Xuân Hà, dứt điểm. Không vào. Một lần nữa thì Minh Quyền lại chơi cực kỳ xuất sắc. Khánh Duy. Vẫn là cầu thủ nội hạng. Được chuyền. Khánh Duy. Không được. Tình huống băng ra rất hợp lý của Thành Tùng. Tốc độ của Khánh Duy là chưa đủ. Đi đá không? Rất quyết liệt, bóng trở lại với cầu thủ nội hạng, đường chuyền. Chí Thành, và đây giờ là Chí Thành, lên rất cao. Nhưng Chí Thành thì không thể vượt qua đối phương cao to bên phía căng ngang. Dứt điểm được không? Tình huống khá lộn xộn bên phía khung thành của trong giữa vào bây giờ là phản công. Thành công. Bóng trở lại với Chí Thành. Liên tục là những tình huống giải vây của Chí Thành. Đây là Tùng. Khánh Duy. Không được rồi.
Chí Thành. Trận đấu chúng ta đang có tốc độ rất cao. Xém chút nữa thì thủ thành của Nội Hạc đi ra khỏi vòng cấm. Cần khẩn trương hơn nữa đến từ các cầu thủ Nội Hạc khi mà họ đang bị dẫn bàn. Quốc Huy. Tiếp tục là Quốc Huy, không được. Tình huống tranh chấp rất quyết liệt đến từ số 17 Văn Tuyền. Một pha chéo bóng vào của Quốc Huy, pha ngả và đèn không thành công. Chí Thành. Bóng đập vào Chí Thành và đi hết đường biên dọc. Xuân Hà đang đứng trước bóng. Cầu thủ đã mở tỷ số của trận đấu này. Không phải, Thành Công sẽ thực hiện pha đá biên này. Phút thứ 37 của trận đấu và chúng ta còn khoảng 3 phút thi đấu chính thức nữa. Tình huống ngăn cản, thủ môn đã phát bóng của Văn Tuyền. Và tất nhiên điều đó không hợp lệ. Treo bóng vào. Rất lộn xộn. Tiếp tục là Chí Thành đã giải nguy và bây giờ là Quốc Huy dứt điểm luôn. Tình huống phá bóng của Đức Tích. Sẽ có một pha đá phạt. Người bị phạm lỗi vừa rồi đó là Đăng Khoa. Đăng Khoa chuẩn bị ra chân thì bị một cái gầm của Đức Hiệp can thiệp. Đăng Khoa khá đau sau tình huống vừa rồi. Cần sự nghỉ ngơi. Ban tổ chức tôi sẽ thông báo có sự thay đổi người của thôn Nội Hạc. Số 8 vào sân, số 7 ra sân, số 5 vào sân và số 6 ra sân. Chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Lạc Nguyễn và giải bóng đá thiếu niên xã Việt Lập. Đứng trước bóng bây giờ đang là Quốc Huy. Quốc Huy sẽ thực hiện pha đá phạt này. Dứt điểm. Pha ra chân của Khánh Di tiếp tục dứt điểm. Bóng vẫn ở trong sân. Căng ngang.
Những pha bóng lộn xộn luôn luôn là những thứ vũ khí phải nói rằng hết sức nguy hiểm. Tiếp tục là cầu thủ nội hạng Khánh Duy. Đây là cú quỳ dứt điểm. Đó là một bàn thắng rất đẹp của cầu thủ nội hạng và tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 1-2. Một pha sút bóng quyết đoán của Quốc Huy. Số 9 của đội hạng đưa bóng găm thẳng vào góc lưới. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Cơ hội cản phá là rất thấp dành cho Thanh Tùng. Với một pha sút mạnh như vậy, bàn thắng là rất đẹp mắt. Bóng được găm thẳng vào góc lưới. Xuân Hà vừa mới giải vây. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu giữa các cầu thủ trong giữa và nội hạng. Trận đấu chúng ta đã quay trở lại. Đường chuyền rất quyết liệt đến từ cầu thủ nội hạng. Thủ môn đã chủ động bắt bóng ở một pha chuyền về của đồng đội. Và tất nhiên bây giờ sẽ là pha đá phạt gián tiếp dành cho cầu thủ trong giữa. Có lẽ rằng trong lúc quá là trung tâm thì em đã quên đi mất luật bóng đá và trọng tài chỉ đưa ra một pha nhắc nhở thôi. Đá biên cho các cầu thủ áo trắng. Một pha bóng chấp chới nữa đến từ thủ thành của nội hạng. Không thể có bước một hoàn hảo đến từ cầu thủ áo xanh. Và như vậy là trận đấu của chúng ta đã dừng lại tại đây. Xin chúc mừng cầu thủ trong giữa đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Và trong một trận cầu phải nói rằng rất nhiều cảm xúc. Đã có tới 2 siêu phẩm ở trận đấu này. Từ Xuân Hà và đến từ Cung Huy. Và trong những ngày sắp tới thì chúng tôi sẽ sản xuất những chương trình từ hai trận đấu của buổi sáng ngày hôm nay tại Mẫu Thôn Nguyễn, xã Viên Lập. Và các bạn hãy theo dõi chúng tôi trên TikTok, trên YouTube cũng như là fanpage bóng đá Bắc Giang. Và buổi tường thuật trực tiếp của bóng đá Bắc Giang cũng sẽ dừng lại tại đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và luôn luôn ủng hộ bóng đá Bắc Giang trong những tháng năm mà chúng tôi phát triển truyền thông thể thao phong trào.